và các cái chủ thể tham gia quá trình kinh doanh từ phía chính phủ. Thì ở đây cô cũng thấy các bạn thảo luận rất là nhiều những cái vấn đề liên quan ha, ví dụ như là về chi phí nè, rồi chưa có hiểu được những cái vấn đề liên quan tới quá trình kinh doanh, chưa thích nghi được, chứ tức là mình chưa có cập nhật, mình chưa có update được và thích nghi được với cái xu hướng hiện hiện đại hiện tại mới ha, vân vân. Ở đây rất là nhiều cái thảo luận như các bạn cùng đọc thêm. Thiếu mô hình kinh doanh phù hợp, thiếu đội ngũ nhân viên có kỹ năng về tin học như kỹ năng về kinh doanh rồi chăm sóc khách hàng, vân vân. Đó. Thì các bạn thấy là khi mà một cái thách thức tương đối là lớn mà những người làm kinh doanh thương mại điện tử họ phải đối mặt, đó là gì các bạn biết không ạ? Ví dụ như là bây giờ các bạn kinh doanh trực tiếp, tức là các bạn bán hàng tại cửa hàng, thì có các bạn có đối thủ cạnh tranh ở trong khu vực thị trường khách hàng tiềm năng của mình, nhưng các bạn vẫn xác định được trong khu vực của mình họ như thế nào, điểm yếu điểm mạnh của họ ra sao, và chúng ta có những cái chiến lược nào để có thể vượt qua được đối thủ cạnh tranh đó. Còn nếu như các bạn kinh doanh online thì cái lượng đối thủ cạnh tranh của các bạn nó tăng lên rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì không có giới hạn về mặt địa lý nữa, đó là cái ưu điểm của kinh doanh online, và nó cũng là một cái thách thức đối với những người tham gia vào cái thị trường. Như hồi nãy cô nói với các bạn có thể ở đây các bạn mua hàng từ Sài Gòn, từ Hà Nội, từ những cái nơi khác, thậm chí là các bạn có thể đặt hàng từ nước ngoài về vẫn được. Do đó là cái sự lựa chọn ở phía người tiêu dùng nó có nhiều cơ hội lựa chọn hơn, thì đó lại trở thành nó một cái thách thức rất lớn cho các cái doanh nghiệp. Đó là cái thứ nhất. Vì vậy thì chúng ta để mà cạnh tranh được thì chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn trong cái việc là hoàn thiện sản phẩm, cung cấp những cái dịch vụ, nghiên cứu về khách hàng, nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh. Thậm chí là thị trường của chúng ta bây giờ cũng không phải là gói gọn trong một khu vực địa lý nữa, mà thị trường của chúng ta cũng mở rộng ra tương tự như là đối thủ cạnh tranh, đúng không ạ? Nó mình có thể bán hàng từ tỉnh này qua tỉnh kia, từ địa phương này qua địa phương kia, vân vân. Như vậy thì chúng ta phải thay đổi về cái cách tiếp cận thị trường, cũng như là cái khu vực khách hàng tiềm năng của mình họ đang ở đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, để xem thử là đây các bạn thấy là nỗi lo về tài chính ngân sách là sở hữu trí tuệ vân vân, cấp phép xây dựng thường tiện thật là các bạn Gia Hân hay LS bị lỗi hả? Cô sẽ nốt lại ở trong cái danh sách này ha. Tại vì sau này khi mà thống kê điểm danh thì thống kê dựa trên LMS, cho nên cô sẽ nốt vào đây. Nhân lỗi. Rồi. Hoàng Phi hả? Điểm nhân lỗi ngày 6 tháng 9 nè. Cái vấn đề về đặc thù của ngành kinh doanh thương mại điện tử, hình thức kinh doanh thương mại điện tử, đó là các bạn biết cái vấn đề về bảo mật dữ liệu và mạng, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là chúng ta kinh doanh mà sử dụng thương mại điện tử thì chúng ta phải sử dụng những cái nền tảng cũng như là những cái hệ thống, những cái server mà các bạn sẽ quản lý tất cả những cái thông
thông tin của doanh nghiệp cũng như thông tin của khách hàng, và chúng ta giao dịch với khách hàng đều thông qua cái mạng đó. Do đó là cái vấn đề về đầu tư bảo mật cái dữ liệu cũng như là cái sự ổn định của cái hệ tầng mạng, ví dụ như là một cái website chẳng hạn, thì nó cũng là một cái vấn đề lớn đối với doanh nghiệp, đồng thời là những cái vấn đề bị lấy cắp thông tin đó các bạn. Tức là bên thứ ba, đối thủ cạnh tranh của chúng ta, người ta sẽ có cái cách người ta vào trong cái website của mình hoặc là trong cái nền tảng kinh doanh thương mại điện tử của mình để người ta ăn cắp dữ liệu khách hàng và người ta giành khách hàng đó về. Đó thì đó là cái vấn đề mà các cái doanh nghiệp người ta phải rất là quan tâm. Một bạn nữa ha, để cô nốt lại luôn nha các bạn, xin lỗi các bạn xíu, thôi lát nữa nó trôi qua là cô quên mất. Tên gì đâu rồi, giờ tới phiên mạng của cô bị lát này. Bùi Đỗ Đình Duy, những cái doanh nghiệp này họ phải đối mặt đó là xác minh danh tính khách hàng trực tuyến. Các bạn thấy là người mua sắm người ta truy cập vào cái trang web thương mại điện tử của mình, vậy thì làm thế nào để mà mình là cái người bán lẻ đó, mình biết được những cái thông tin và cái chi tiết về người mua đó có chính xác hay không. Ví dụ như là điền những cái thông tin về địa chỉ giao hàng hoặc số điện thoại hoặc là gì đó không đúng chẳng hạn, thì có thể là mình lại tốn tiền, mình lại tốn thời gian để mình tương tác với khách hàng đó, rồi mình gửi hàng vân vân, đúng không ạ? Có rất là nhiều cái đơn hàng mà bị hoàn về do là khách hàng thích thì đặt vậy, xong rồi cho một địa chỉ của người khác, mà bởi vì mình ghét cái thằng nó cho nên mình đặt về cho nó trả tiền chơi hoặc là quấy rầy nó vậy thôi, thì là ảnh hưởng tới cái người bán chẳng hạn. Có rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đăng ký qua những cái app hoặc là những cái sàn thương mại điện tử mà lớn và người ta kiểm soát, hoặc là muốn kiểm soát cái thông tin của người dùng, thì người ta bắt mình là phải là sử dụng số điện thoại nè, thậm chí là nhập chứng minh nhân dân vân vân. Thì đó là một trong những cái cách mà để chúng ta có thể giảm cái rủi ro trong cái việc là chúng ta không xác minh được cái danh tính của khách hàng trực tuyến. Rồi một cái vấn đề nữa đó là làm thế nào để chúng ta thu hút khách hàng tiềm năng, cũng là giành giật khách hàng tiềm năng về tay của mình, trong khi đối thủ cạnh tranh nó xuất hiện rất là nhiều bởi vì cái rào cản về mặt địa lý nó không còn nữa. Đó. Thì các bạn thấy là chúng ta có vô số cái lựa chọn để mà mua sắm hiện nay, đúng không? Tiếp cận được với rất là nhiều những cái nguồn hàng và những cái giá cả khác nhau. Thì vấn đề về cái này cũng là một cái thách thức cho cả khách hàng nữa, bởi vì khi mà các bạn đi mua hàng như vậy, các bạn thấy là một cái mặt hàng nó một cái hình ảnh đó nhưng mà rất nhiều các mức giá khác nhau, như vậy thì chọn ở đâu bây giờ, và loạn về giá, loạn về chất lượng, như vậy không quản lý được thì cũng ảnh hưởng tới người tiêu dùng. Như những cái trải nghiệm của các bạn đó là các bạn mua về mà nó không đúng như là hình ảnh quảng cáo, thì có thể là các bạn thấy là ồ cái chỗ này rẻ đúng không ạ, cũng vậy nhưng mà rẻ hơn, nhưng mà có thể rẻ hơn đó nó lại là những cái hàng kém chất lượng, thì chúng ta cũng không có một cái cơ sở nào để xác định được cả. Và những cái mức giá nó thượng vàng hạ cám như vậy đối với một món hàng mà nhiều mức giá thì chúng ta cũng khó có thể xác định được. Và cái thách thức để mà thu hút khách hàng tiềm năng là các bạn biết là cô có những người bạn họ kinh doanh một cái sản phẩm nào đó và họ cũng chuyển đổi sang cái mô hình là thương mại điện tử, ví dụ như là họ bán trên website,
thì đó là website của họ rồi không nói đúng không ạ. Họ cũng là một cái base ở trên Facebook, họ cũng mở một cái gian hàng trên Shopee. Sau một thời gian thì cô không thấy hoạt động gì nữa, cô hỏi thì các bạn biết vấn đề gì không ạ? Tức là bởi vì cái vấn đề loạn về giá cả, sản phẩm của mình là sản phẩm chính hãng hay là sản phẩm có thương hiệu, có chất lượng, mình bán với mức giá ví dụ như là cà phê chẳng hạn, các bạn bán với giá là 300 ngàn một ký, đó là mặt bằng chung trong cái sản phẩm cà phê đó, ở những cái sàn cà phê chất lượng. Tuy nhiên lên trên Shopee cũng cái cà phê tên gọi như vậy nhưng mà nó chỉ bán có 100 ngàn hoặc là thậm chí là 120 ngàn, 150 ngàn, 200 nghìn, rất là nhiều giá khác nhau như vậy. Cho nên là khách hàng người ta sẽ vào người ta làm gì hả? Khách hàng người ta sẽ vào người ta sẽ rất là phân vân tại sao lại có giá rẻ như vậy, và hình ảnh thì cũng tương tự như nhau. Thì đó chính là cái sự cạnh tranh và gọi là vượt cả cái rào cản về chất lượng và cái sự bảo hộ của cái thương hiệu hàng hóa không kiểm soát được. Đó là cái vấn đề rất là khó khăn để mà chúng ta thu hút khách hàng tiềm năng và giữ được khách hàng ở khi mà chúng ta kinh doanh online. Và cái tiếp theo nữa đó là chúng ta phải tăng cái sự trải nghiệm của khách hàng. Và cái sự trải nghiệm của người dùng chính là cái chìa khóa vàng cũng như là một cái điểm nhấn cho một cái trang web thương mại điện tử thành công. Và để mà chúng ta cải thiện cái trải nghiệm mua hàng của người tiêu dùng, tức là người ta đi mua sắm online một cách thuận tiện nhất đối với người tiêu dùng, đó là cái trải nghiệm của họ. Ví dụ như là chúng ta cung cấp nhiều hình ảnh, chúng ta cung cấp một cái video để demo cái sản phẩm đó, hướng dẫn sử dụng, hoặc là hình ảnh thật, hoặc là hình ảnh chụp gần sản phẩm, rồi là có người tương tác trả lời những cái thắc mắc của khách hàng, vân vân. Rồi là cái thiết kế trên một cái website hoặc là một cái app mà phải có một cái tuyến điều hướng nó rõ ràng, tức là các bạn truy cập vào một website hoặc một cái app thì các bạn thấy cái việc sử dụng nó dễ dàng tiếp cận, dễ dàng tìm kiếm, và cái mạch để mà các bạn trải nghiệm mua hàng nó dễ. Ví dụ như là các bạn sau khi bấm vào xem một sản phẩm thì nó sẽ lưu lại ở phía dưới là sản phẩm mà các bạn đã xem, để sau đó các bạn muốn quay lại thì các bạn nhìn ở phía dưới nó đã xuất hiện rồi, và các bạn bấm và các bạn không phải thoát ra, các bạn tìm lại cái sản phẩm, những sản phẩm mình đã xem nữa. Rồi ví dụ trên những cái website các bạn thấy là nó có cái chức năng là so sánh nhiều sản phẩm trên một cái trang web đó với nhau. Bây giờ các bạn mua một cái máy đúng không ạ? Các bạn có thể chọn hai ba cái máy gì đó và các bạn thấy là giá nó khác nhau, mã nó khác nhau, để các bạn so sánh tính năng để mà các bạn dễ dàng lựa chọn. Rồi những cái thao tác ví dụ như là tính tiền hoặc là thanh toán hoặc là điền thông tin vân vân như thế nào đó, thì đó người ta gọi là trong cái thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là một một cái website sạch sẽ, tức là sạch và điều hướng dễ dàng. Đồng thời là phải có những cái CTA, tức là người ta gọi là những cái lời kêu gọi hành động, tức là cái tác động rõ ràng để người mua hàng biết chính xác những cái thứ mình cần làm là cái gì, tức là những cái hướng dẫn. Ví dụ như để thanh toán thì kích vào giỏ hàng đúng không ạ, là kích vào đây để tiến hành thanh toán đúng không? Hoặc là điền vào đây thông tin gửi hàng vân vân, tức là phải có những cái lời để hướng dẫn khách hàng khi mà sử dụng cái trang web đó để tăng cái trải nghiệm, để họ trải nghiệm một cách dễ dàng hơn. Rồi một cái vấn đề nữa nó liên quan tới cái việc đó là quản trị quan hệ khách hàng, đó là làm thế nào để giữ được lòng trung thành của khách hàng. Thì các bạn thấy là cái lòng trung thành của khách hàng rất là quan trọng đối với sự phát triển của một cái cơ sở kinh doanh, và nếu như chúng ta duy trì cái lòng trung thành của khách hàng tốt thì nó sẽ mang lại doanh số cao hơn 5 lần so với khách hàng mới, và cái tỷ lệ bán hàng thành công thì nó khoảng cỡ trên 60% đối với khách hàng cũ, và cái tỷ lệ này đối với khách hàng mới thì chỉ khoảng cỡ 5 tới 10% thôi. Cho nên các bạn thấy được là làm thế nào để chúng ta duy trì được cái lòng trung thành của khách hàng cũng là một cái vấn đề khi mà chúng ta kinh doanh online. Nó không có cái sự tương tác trực tiếp, cho nên là chúng ta duy trì nó cũng trở thành một cái thách thức lớn hơn. Rồi các bạn biết là một cái thách thức nữa cũng là lớn đối với thương mại điện tử, đó là làm thế nào để chuyển đổi người truy cập thành khách hàng trả tiền.
tức là các bạn vô các bạn lướt, các bạn xem, các bạn lướt, các bạn xem, thì các bạn lướt, tức là một ngày cái lượt các bạn vào các bạn lướt xem cực kỳ nhiều luôn, nhưng mà bao nhiêu người lướt xem đó mua cái sản phẩm của mình mới là vấn đề. À, cho nên là chúng ta phải hiểu được cái lý do vì sao khách hàng vào trang web của mình, và vì sao mình không chuyển đổi được hành vi khách hàng từ cái việc là họ truy cập tới cái việc là họ trả tiền để mua hàng. Rồi cái trang web của mình có tối ưu trên cái thiết bị di động hay là không, có hỗ trợ về cái sự trải nghiệm hay không, rồi là những cái vấn đề ví dụ như là tham khảo hoặc là feedback, những cái review của những khách hàng mua trước để mà tạo cái sự tin tưởng cho khách hàng mới hay là không. Đúng chưa? Rồi là cái việc là doanh nghiệp của mình đã cá nhân hóa website mình cho khách hàng chưa? Tức là chúng ta phải customization cái website của mình cho từng khách hàng riêng. Thì cái vấn đề này nó liên quan tới cái việc tự động hóa và ứng dụng quản lý cái cơ sở dữ liệu khách hàng. À, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng để chúng ta có thể tạo, tức là dò theo. À, cái slide cô tắt rồi, tại vì là nó cái mạng nó bị lỗi á, cho nên lát nữa qua cái phần kia thì cô sẽ bật lên lại ha. Phần này thì cô chỉ nói thôi chứ nó không có trên slide đâu, nó chỉ vẫn cái hình ảnh cũ thôi. Cô share lên lại. À, tức là các bạn phải hiểu là một cái trang web như vậy bán rất nhiều sản phẩm, nhưng mỗi một khách hàng người ta vào, người ta sẽ quan tâm một hoặc một và một nhóm sản phẩm nào đó. Vậy thì chúng ta phải truy vết khách hàng và lưu trữ dữ liệu khách hàng để mà chúng ta tối ưu hóa cái hoạt động mua sắm của họ. Ví dụ như là mình biết được những khách hàng A này, cái cơ sở dữ liệu này họ quan tâm tới những món hàng nào, hoặc là họ đã mua những món hàng nào, họ hay xem những cái nào, thì khi mà họ truy cập vào website của mình, những món hàng nó tự động nó đẩy lên trên phía trên để nó hiển thị cho khách hàng thấy. Thì cái đó cũng là một cái thuật toán thôi các bạn, truy vết cũng như là những cái hệ thống đó, những cái hệ thống tự động chúng ta không cần phải làm, nhưng mà phải quản lý tốt cái cơ sở dữ liệu của khách hàng thì chúng ta mới có thể customization cái điều đó. À, cạnh tranh rất là lớn. Rồi cái vấn đề nữa hồi nãy cô nói với các bạn là vận chuyển đó, cái vấn đề logistics cũng là một cái thách thức đối với các cái nhà bán lẻ nhỏ ở thị trường Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta không có hệ thống logistics riêng, không thể nào cứ một cái đơn hàng vậy là mình có cái hệ thống vận chuyển riêng của mình được, mà mình phải dựa vào trên bên thứ ba. Mà ở Việt Nam của chúng ta thì cái logistics nó chưa có tốt, đúng không? Nó chưa có một cái công ty nào mà gọi là làm logistics hiệu quả cả, thì nó cũng là một cái thách thức trong cái việc là vận chuyển, vừa phát sinh thêm chi phí, vừa tăng thêm rủi ro trong cái quá trình vận chuyển. Ví dụ như là thất lạc hàng hóa, hư hỏng hàng hóa, thời gian vận chuyển quá lâu thì khách hàng cũng sẽ rất là phật lòng trong cái quá trình mua hàng. Đó. Rồi là một cái vấn đề nữa là cái chính sách hoàn trả, thì cái vấn đề nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm và cái tâm lý khách hàng khi mua online. Thì hơn 60% người mua hàng theo cái khảo sát của Comscore, thì những cái người mua hàng online họ nói rằng là họ sẽ xem xét cái chính sách hoàn trả của nhà bán lẻ hoặc là cái dịch vụ sau bán hàng của nhà bán lẻ trước khi mua hàng. À, tại vì là khách hàng cũng biết được cái rủi ro trong cái quá trình họ mua online, đúng không? Ví dụ như hàng hóa không đúng như cam kết, có thể giao nhầm hàng, có thể là hư hỏng trong quá trình vận chuyển, vân vân. Vậy thì cái vấn đề xử lý này diễn ra như thế nào, đúng không? Vậy thì cái việc khách hàng trăn trở này cũng chính là cái việc mà những người bán hàng phải quan tâm, và đây cũng là một cái thách thức đối với những nhà kinh doanh thương mại điện tử. Đó, thì đó là một số những cái vấn đề bất cập mà cũng và được xem là những cái điều khó khăn khi mà những cái doanh nghiệp bắt đầu chuyển qua sử dụng thương mại điện tử và đang sử dụng thương mại điện tử, đặc biệt là những cái doanh nghiệp nhỏ hoặc là những cái người buôn bán lẻ, buôn bán nhỏ, thì những cái vấn đề này nó càng là thách thức lớn hơn nữa đối với họ.
Rồi, thêm một cái vấn đề nữa ở thị trường Việt Nam của chúng ta nó xuất phát từ những cái yếu tố kinh tế vĩ mô. Ví dụ như là các bạn thấy là cái cơ sở hạ tầng mạng nó cũng sẽ liên quan tới cái việc chúng ta kinh doanh online đúng không ạ? Bởi vì chúng ta sử dụng mạng mà. Đó, rồi cơ sở hạ tầng mạng ở đây á nó sẽ bao gồm rất là nhiều thứ. Ví dụ như là cái hệ thống về internet nè, hệ thống về cái thiết bị có thể ứng dụng và sử dụng những cái app hoặc là truy cập vào những cái website của chúng ta. Rồi cái khả năng tiếp cận đối với cái hạ tầng mạng này từ người tiêu dùng. À, ví dụ như những người trẻ thì có thể là tiếp cận dễ dàng đối với máy tính vân vân. Nhưng mà những người lớn tuổi thì sao? Cái phân khúc khách hàng đó thì liệu chúng ta có hay là không? Và thậm chí là cái hành vi của họ, cái tâm lý của họ liệu có tin tưởng vào cái hình thức mua bán online này hay không? À, ví dụ như đơn giản như là bố mẹ cô chẳng hạn, mỗi lần khi mua hàng online cái xong rồi là cũng không tin tưởng lắm, kêu là mua hàng như nó lỡ nó lừa đảo làm sao. Rồi ví dụ như lâu lâu trên tivi hoặc là trên báo có cái vụ gì mua hàng online bị lừa các bạn, là họ đó ngu ráng chịu đúng, tức là họ họ không có tin tưởng và không họ không có thậm chí là không có tư tưởng là mình sẽ tham gia vào trong cái mô hình này. À, vậy thì đó cũng là một cái rào cản về về việc là cái tư tưởng của khách hàng khi mà tiếp cận với cái mô hình này. À, rồi là cái hạ tầng mạng cũng như là cái vấn đề và về thanh toán online các bạn. Đúng không ạ? Thanh toán, cái hệ thống thanh toán online cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn tới thương mại điện tử. Bởi vì là chúng ta không gặp trực tiếp, chúng ta giao dịch online thôi, vậy thì trả tiền và hoàn tiền nó cũng phải có một cái hệ thống như thế nào đó để lưu trữ thông tin và nó hoạt động một cách hiệu quả. Ví dụ như là bây giờ các bạn đổi trả hàng ha, người ta chấp nhận cho các bạn đổi trả hàng rồi, vậy thì người ta sẽ nói như thế nào? Bây giờ gửi hàng lại cho họ, khi nào họ nhận được hàng thì họ chuyển lại tiền cho các bạn. Tự nhiên các bạn cảm thấy cũng cũng không có được thoải mái trong lòng đúng không? Còn ở bên nước ngoài thì sao? Khi mà các bạn trả lại hàng ha, các bạn lên trang web, các bạn kích vào một cái biểu tượng là trả lại hàng, à bên kia xác nhận thì giao ạ. Xác nhận trả hàng thì sẽ có nhân viên bên vận chuyển tới tận nhà của các bạn để lấy cái bưu cục đó, và sau khi lấy cái bưu cục đó xác nhận thì tiền nó tự nó băng về tài khoản của các bạn. À, chứ nó không có đợi là gì, đợi để tôi nhận được hàng tôi kiểm tra có anh gửi lại cái hàng cho tôi chưa rồi tôi mới trả tiền lại cho anh. Thì vấn đề nó cũng rất là khó. Thì hiện tại bây giờ các bạn thấy là trước đây khi mà chúng ta mới thực hiện thương mại điện tử thì thường là chúng ta sử dụng chuyển khoản đúng không ạ, internet banking hoặc là chuyển qua ngân hàng, và bởi vì là cái thương mại điện tử của chúng ta nó chưa có phát triển và chưa có đồng bộ được cái thông tin dữ liệu số của người dùng á, cho nên là nó mới sinh ra những cái app ví dụ như là Momo, ví dụ như là Shopee Pay, rồi là Pay, rồi là cái gì đó Zalo Pay rồi gì vân vân. Nhưng mà các bạn sẽ thấy một điều như thế này nè, mỗi thằng nó ra một app đúng không ạ? Ví dụ như là mua hàng Shopee trả bằng Shopee Pay, mua hàng trên Zalo trả bằng Zalo Pay, giờ các bạn thanh toán tiền điện thoại VNPT Pay, nói chung là mỗi thằng nó ra một cái app như vậy thì cũng không có hiệu quả đối với người tiêu dùng. Bây giờ ví dụ như là các bạn muốn trả tiền điện thoại đúng không ạ, qua VNPT Pay rồi bắt đầu phải tải cái app đó về, phải đăng nhập thông tin cá nhân, phải chụp hình chứng minh nhân dân, phải liên kết ví với lại là tài khoản ngân hàng, và tương tự như vậy mấy app kia cũng vậy. Nó làm cho mình rất là mệt, và mình lại khi mà sử dụng nhiều app như vậy đó thì cái khả năng mà mình bị lộ, bị mất cái thông tin cá nhân của mình mà nó liên quan tới tài khoản ngân hàng thì người tiêu dùng cũng rất là e ngại đúng không ạ? À, thì rất là nhiều các cái thách thức đối với cái hoạt động thương mại điện tử hiện nay ở Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng vừa mới phân tích xem thử là à vậy thì những cái bất cập đó nó là như thế nào đúng không ạ? Tuy nhiên là các bạn thấy cái xu hướng tìm cái hướng đi cho mình cũng như là khắc phục những cái rào cản mà chúng ta vừa mới nêu ra để có thể duy trì cũng như là phát triển cái hệ thống bán hàng và cái tương lai kinh doanh online thương mại điện tử của doanh nghiệp.
Hiện nay thì các hoạt động kinh doanh nó đều chuyển qua số hết đó các bạn. Ví dụ như là Novaland chẳng hạn, họ họ thấy một cái bất cập ở trong cái mùa dịch này là gì? Không ký được hợp đồng. Ví dụ như là hai công ty muốn ký hợp đồng với nhau thì phải gặp nhau ký hợp đồng chứ. Còn dịch giãn cách không thể ký hợp đồng được thì cũng không có người nào mà đi ra đường để mà cầm cái hợp đồng qua cho ông này ký xong chạy qua cho ông kia ký được. À, thì nó phát triển ra một cái app gọi là chữ ký số và hỗ trợ việc là ký hợp đồng online. À, thì các bạn thấy là mọi thứ bây giờ nó đều số hóa hết, đúng không? Và kinh doanh của chúng ta cũng vậy, nó không thể nào mà đi ngược với chiều hướng. Cho nên là đối với cái ngành bán lẻ của chúng ta thì thương mại điện tử cũng là một cái xu hướng tất yếu. Và cái bán hàng online này nè, thậm chí là nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc là phát triển cái hệ thống quản trị quan hệ khách hàng của mình. À, bởi vì là tất cả các cái thông tin, những cái dữ liệu khách hàng chúng ta đều lưu trữ lại được, chúng ta truy vết được, nó dễ dàng hơn, nó dễ tích hợp và lấy dữ liệu hơn việc là chúng ta bán hàng trực tiếp. Bởi vì bán hàng trực tiếp á, thì chúng ta ví dụ như là một khách hàng tới, họ quan tâm tới một cái sản phẩm nào đó, thì cái người bán hàng trực tiếp á, người ta phải thấy, người ta phải quan sát và người ta phải ví dụ phải ghi chú lại là họ hay xem sản phẩm nào, họ coi sản phẩm nào, họ mua sản phẩm nào, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta có thể xuất cái dữ liệu từ trên hóa đơn là cô này cô tới cửa hàng và cô mua cái đó, nhưng mà cô quan tâm tới những cái nào, cô hay coi những cái nào nữa thì mình không ghi chú lại thì mình không có cái dữ liệu đó. Nhưng mà đối với kinh doanh online thì khi các bạn truy cập một trang web, các bạn kích vào một cái sản phẩm nào đó, nó đều lưu trữ lại được hết, tức là chúng ta theo vết khách hàng dễ hơn. Và bởi vì theo vết khách hàng dễ hơn thì chúng ta có thể thu thập cái dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả hơn, từ đó thiết kế cũng như là sử dụng khai thác cái cơ sở dữ liệu đó để có một cái chương trình quản trị quan hệ khách hàng tốt. Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã trao đổi với nhau những cái vấn đề liên quan tới thương mại điện tử ở thị trường Việt Nam của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay và giai đoạn sắp tới, từ cấp quản lý cũng như là từ cái môi trường vĩ mô, để chúng ta thấy được một cái tầm tổng quan như vậy. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp cái phần cuối. Như cô nói với các bạn là chúng ta điểm qua một tí xíu về đó. Thế thì khái niệm về quản trị bán hàng là gì? Thì đầu bữa đầu tiên thì cô cũng đã nói với các bạn rồi đúng không? Không ạ, sơ sơ về công việc của người bán hàng, quản lý bán hàng, họ phải quản lý, họ phải tổ chức, họ phải làm những cái gì. Thì đối với lý thuyết, đối với cái khái niệm về mặt lý thuyết thì quản trị bán hàng nó sẽ bao gồm cái thuật ngữ về về quản trị. Thì quản trị nó sẽ là một cái quá trình chúng ta lên kế hoạch đúng không ạ, hoạch định, tổ chức, điều hành, phối hợp, kiểm soát một cái gì đó để đạt được mục tiêu của mình đề ra. Thì nó sẽ gồm có cái quản trị đó và cái bán hàng. À, vậy thì đó cũng là một cái quá trình mà chúng ta thực hiện các cái công đoạn của quá trình quản trị để mà thực hiện kiểm soát và cái hệ thống bán hàng của chúng ta trên thị trường để đạt được kết quả mà chúng ta mong muốn. Và cụ thể kết quả đó đó là doanh thu, thị phần và thực hiện mục tiêu lâu dài của công ty. Đó là cái khái niệm về quản trị bán hàng. Vậy thì cái vai trò của nhà quản lý bán hàng ở đây là gì? Thứ nhất là cái vai trò quan hệ, đúng không ạ? Tức là ông này ông sẽ chịu cái trách nhiệm là quản lý các mối quan hệ để mà cái công việc này có thể quan hệ, ở đây chúng ta có thể hiểu là kết nối, đúng không ạ? Communicate, giao tiếp giữa các cấp hoặc là giữa các bên để mà công việc có thể diễn ra. Thì chúng ta có mối quan hệ bên trong, đó là mối quan hệ bên trong doanh nghiệp. Bên trong doanh nghiệp thì sao ạ? Quan hệ đối với cấp trên, tức là nhà quản trị cấp cao hơn, rồi nhà quản trị cùng cấp, và ví dụ như là phòng sale, phòng marketing gì đó đúng không ạ? Rồi là đối với nhân viên của mình ở cấp dưới. Rồi mối quan hệ ở bên ngoài thì chúng ta cũng phải quan tâm tới cơ quan chức năng, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nhà cung cấp, những cái người này họ sẽ tham gia vào cái quá trình hoạt động kinh doanh của chúng ta.
Và đặc biệt là các bạn biết là ở Việt Nam của chúng ta có một cái văn hóa kinh doanh rất là đặc biệt, đó là ký hợp đồng ở trên bàn nhậu, đúng không? À, ký hợp đồng ở trên bàn nhậu đó, cho nên là cái vấn đề về giao tiếp phía bên ngoài cũng rất là quan trọng. Rồi cái vai trò tiếp theo là vai trò thông tin. Thông tin tức là chuyển đổi các cái thông tin, thu nhận, tiếp nhận những cái thông tin từ trên, đúng không? Thu nhận, tiếp nhận thông tin từ các cấp với nhau, từ bên ngoài, từ lực lượng bán hàng mà mình quản lý, rồi phổ biến các cái thông tin cần thiết cho các cái đối tượng liên quan. Và một cái vai trò quan trọng tiếp theo đó là vai trò thực hiện những cái quyết định quan trọng. Ví dụ như mình, các bạn biết là khi mà các bạn quản lý ở một vùng nào đó hoặc là quản lý một cái thị trường nào đó, một cái khu vực nào đó, biết được cái thị trường đó, đặc điểm của thị trường đó là gì, bây giờ mình đánh vào cái nhóm khách hàng nào, nhờ tổ chức kênh phân phối ra sao, bây giờ của tổ chức kênh phân phối đối với loại khách hàng này thì tổ chức kênh là kênh ngắn hay là kênh dài, có cần tổ chức nhiều kênh song song hay là không, việc quản lý những kênh phân phối này như thế nào, đúng không? Tức là chúng ta quyết định về cái thị trường khách hàng trọng điểm của mình là mình bán cho ai, những loại khách hàng nào tham gia, và tổ chức kênh phân phối như thế nào cho phù hợp, đúng không? Cái tuyến bán hàng, cái lộ trình bán hàng, những cái chỉ tiêu bán hàng chúng ta phải thiết lập được. Chúng ta phải tuyển dụng nhân viên bán hàng, chúng ta phải làm gì nữa các bạn, đào tạo họ, rồi là sa thải nhân viên bán hàng nếu như là gặp trục trặc, rồi là phải am hiểu và quản lý được những cái thương vụ bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là những thương vụ đối với đó chính là ba cái vai trò quan trọng của người quản lý bán hàng. Và cụ thể đó là đối với supervisor hoặc là những cái cấp quản lý bán hàng thấp hơn á, thì chúng ta phải trực tiếp, chúng ta đưa ra doanh số, đặt chỉ tiêu cho nhân viên bán hàng, thậm chí là đặt chỉ tiêu cho nhân viên, cho từng nhân viên bán hàng một, dựa theo cái cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng mà chúng ta có thể xác định được doanh số và các cái chỉ tiêu này trong từng cái giai đoạn. Rồi chúng ta phải linh động và nắm bắt được cái tình hình thị trường để có thể thảo luận được chiến lược kinh doanh để đạt được cái mục tiêu. Đồng thời là các bạn thấy là thương trường như chiến trường, đúng không? Tức là chúng ta phải linh động và chúng ta phải nắm bắt được tất cả những cái sự thay đổi trong thị trường đó để mà chúng ta đưa ra được những cái sự thay đổi và thích ứng được với cái sự thay đổi bên ngoài thị trường. Ví dụ như cái thằng đối thủ cạnh tranh đâu đâu nó nhảy ra cái đùng, đúng không? Ví dụ như đùng đùng thằng đối thủ cạnh tranh nó đưa ra cái chiến lược gì đó, vậy thì làm sao, đúng không? Chúng ta phải đối phó lại với những cái sự xuất hiện, những cái rào cản trong kinh doanh nó là gì. Rồi quản lý nhân viên bán hàng thì chúng ta phải phát thảo được cái điều lệ bán hàng. Vậy thì bây giờ các bạn ra, các bạn làm quản lý, tức là giám sát cửa hàng kinh doanh hàng thời trang, tức là nhân viên bán hàng tới cửa hàng bán hàng, thì các bạn phải phát thảo được cái điều lệ bán hàng như thế nào nó phù hợp với cái mô hình kinh doanh đó. Rồi bây giờ các bạn ra, các bạn làm supervisor cho Vinamilk tại thị trường thành phố Đà Lạt, vậy thì các bạn quản lý ai ạ? À, các bạn quản lý nhân viên bán hàng, nhưng nhân viên bán hàng này là nhân viên bán hàng sale trên thị trường, vậy thì điều lệ bán hàng cho nhân viên sale này nó phải khác với việc là các bạn giám sát các cửa hàng bán hàng thời trang, đúng chưa? À, và những cái điều lệ cần thiết là những cái điều lệ nào. Rồi các bạn phải phân công được cái khu vực bán hàng, tức là các bạn phải có một cái tầm nhìn, cái sự quan sát và tìm hiểu cái thị trường, cái khu vực mà các bạn được phân công. Ví dụ tại thị trường thành phố Đà Lạt, mật độ dân cư nó phân bố như thế nào, đúng không ạ? Rồi là những cái vùng nào là những cái vùng trọng điểm, những cái vùng nào, những cái vùng có nhiều outlet, rồi những cái vùng nào là những cái vùng mà có nhiều nhà bán sỉ, vân vân. Cái tỷ mặt hàng này có liên quan gì tới nhau hay không, cho họ đảm nhiệm đi bán tất cả các cái sản phẩm, hay là chúng ta chia ra là anh A này á thì bán nhóm nhóm một, và anh B này thì nhóm bán nhóm hai. Tại sao sao cần phải chia ra như vậy, đúng không? Chúng ta phải am hiểu về những cái vấn đề trong kinh doanh, về cả thị trường, về cả đối thủ cạnh tranh, về cả gì ạ,
về cả những cái sản phẩm dịch vụ của công ty để chúng ta có thể tổ chức được một cái mô hình kinh doanh hiệu quả trên địa bàn mà chúng ta quản lý. À, nghe nó cũng nhức đầu đúng không ạ? Nghe nó cũng cũng rất là khó. Bởi vậy cô nói là cái nghề bán hàng này á, để mà các bạn có thể hoạt động được và các bạn có thể nằm ở cái khu vực gọi là nằm ở cái cấp quản lý được gọi là supervisor trở lên á, thì thường là chúng ta phải trải nghiệm qua vài năm trong nghề sale. Các bạn phải hiểu được cái thị trường và cái thực tế nó như thế nào và phải có kinh nghiệm ở trong bán hàng, kinh nghiệm làm việc với những khách hàng của mình để mà chúng ta có thể thực hiện được những cái điều mà cô vừa mới nêu. Thế nếu như chúng ta không có kinh nghiệm gì về trong bán hàng, chưa có gọi là một tấm chiếu chưa trải lần nào mà ra đi làm quản lý bán hàng thì thường là không làm được đâu, rất là khó. Cho nên là cái tuổi và cái đặc tính của nghề bán hàng cô nói với các bạn là cứ nhảy cứ nhảy. Chúng ta cứ nhảy nhảy vậy đó, không có làm trung thành ở một công ty nào hết, cứ nhảy bập bập vậy đó thì nó nhanh lên hơn. Tổ chức lực lượng bán hàng đó, thì đây là những cái công việc liên quan tới việc chúng ta quản lý nhân sự. Thì trong cái chương quản lý lực lượng bán hàng chúng ta sẽ tìm hiểu sâu cái nội dung này. Các cái kỹ năng cần thiết của người quản lý bán hàng thì kỹ năng giải quyết vấn đề đúng không ạ? Tại vì rõ ràng chúng ta phải có một cái tầm nhìn và một cái khả năng tư duy, những cái kinh nghiệm để chúng ta có thể phân tích và giải quyết những cái vấn đề từ những cái vấn đề nhỏ, những khách hàng khó tính hay là khách hàng bắt đền gì đó, hoặc là gặp nhân viên bán hàng mình xảy ra cái sự cố gì đó đối với khách hàng, giờ về về phải giải quyết nè đúng không, tại vì mình phải chịu trách nhiệm mà. Rồi khả năng lập kế hoạch, lập dự báo này rất là quan trọng. Bởi vì sao ạ? Nếu như các bạn lập kế hoạch hoặc là lập dự báo nó sai đi thì nó sẽ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh chung của toàn bộ một cái bộ máy, một cái công ty, mà còn ảnh hưởng tới chính bản thân mình. Cô lấy ví dụ như các bạn lập dự báo, chính các bạn lập dự báo thì các bạn phải đạt được chỉ tiêu. Mình nếu như chúng ta dự báo cao quá mà chúng ta không đạt được chỉ tiêu thì rõ ràng tự mình hại mình đúng. Nhưng mà nếu như mình dự báo thấp quá cho nên chắc ăn thì sẽ thiếu hàng ở trên thị trường, mà thiếu hàng trên thị trường thì chắc chắn là gì ạ? Cung nó nhỏ hơn cầu thì khách hàng sẽ đi tìm chỗ khác mà mua, và đối thủ cạnh tranh nó sẽ nhảy vô, nó giành giật thị phần của mình đúng không ạ? Rồi cái gọi là người quản lý bán hàng thì trong đó có quản lý về nhân sự nữa đúng không ạ? Tức là chúng ta đạt được mục tiêu của mình đề ra thông qua những người khác, và để những người khác có thể hoàn thành được mục tiêu của mình một cách hiệu quả thì mình phải có khả năng hướng dẫn, đào tạo và thậm chí hỗ trợ, rồi là gọi là dạy bảo họ trong cái nghiệp vụ hoặc là trong cách chúng ta đi bán hàng như thế nào. Thậm chí là các bạn biết là ví dụ như là những cái nhân viên, tất nhiên ai cũng có những lần bỡ ngỡ đúng không, khi mà các bạn mới vào nghề đó thì các bạn đâu có biết bán hàng như thế nào đâu. Cho nên là đặc thù ở trong cái ngành, trong cái nghề bán hàng á, là học học việc, học thực tế. Bây giờ cô nói với các bạn là gặp khách hàng á, là ví dụ như là phải chào nhỏ nhẹ, rồi là phải cười tươi, rồi phải vân 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 vân, tức là nghe nó rất là hay ho, nghe rất là phù hợp đúng không ạ? Nhưng mà các bạn ra các bạn bán, các bạn mới va chạm các bạn mới thấy. Rồi có những cái kỹ năng, rồi là những cái thứ mà chúng ta đào tạo qua sách vở nó không hiệu quả, mà chúng ta phải gọi là đào tạo trên thị trường, đào tạo thực nghiệm. Thì trong cái giai đoạn này á, thông thường á, những nhân viên mới vào nghề nó sẽ đi kèm với một một nhân viên có kinh nghiệm khác, hoặc là supervisor sẽ hướng dẫn họ một vài ngày đầu để mà họ họ học theo, và chúng ta bắt đầu chúng ta dạy dần 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 cho họ để họ có thể là tham gia vào được cái công việc. Cho nên cái kỹ năng hướng dẫn đại thống như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải có kỹ năng đánh giá và phân tích, đánh giá cái hiệu quả của hoạt động, phân tích những cái lỗi, những cái lỗ hổng vì sao mà chúng ta gặp phải, vì sao nó không đạt hiệu quả vân vân. Và ở đây chúng ta thấy là gì, một mình chúng ta không thể chạy được sale, chạy được doanh số, chúng ta phải thông qua đội ngũ bán hàng của mình, và chúng ta phải quản lý cái đội ngũ đó, tức là quản lý nhân sự, lãnh đạo một nhóm người. Cho nên là cái vấn đề về lãnh đạo và quản lý ở đây nó rất là quan trọng đối với cái người quản lý bán hàng.
Ở đây cô sẽ nói cho các bạn cái gọi là cái cơ cấu tổ chức quản lý bán hàng mà các cái công ty tại Việt Nam của chúng ta nó hay sử dụng hiện nay đối với mô hình nhà phân phối á các bạn. Thì nó sẽ chia ra như thế này và các bạn cũng biết được những cái tên gọi của những cái cấp quản lý bán hàng ha. Ở đây các bạn sẽ thấy nè, đối với mô hình nhà phân phối á, thì các bạn sẽ thấy là nhà ở trong mỗi một cái vùng á, ở trong mỗi một cái vùng, ví dụ như là Việt Nam mình chia ra các tỉnh thành ha, các cái khu vực, xong rồi các cái tỉnh thành như vậy chia ra những cái khu vực nhỏ hơn, ví dụ khu vực thành phố Đà Lạt, khu vực Đức Trọng, khu vực Lâm Hà chẳng hạn. Thì mỗi một cái khu vực như vậy á, người ta sẽ có một hoặc là một vài những cái nhà phân phối ở trong cái khu vực như vậy. Và ở trong cái nhà phân phối này á, thì sẽ có nhân viên bán hàng làm việc, tức là nhân viên bán hàng là cái gì các bạn, cái cầu nối, tức là những cái địa những cái cầu nối để mà đi bán hàng, và nhà phân phối là cái nơi mà cung cấp hàng ra để mà chúng ta bỏ tại các cái điểm bán. Rồi cái người mà quản lý một cái khu vực nhà phân phối và đội ngũ nhân viên bán hàng trong khu vực này á, thì gọi là sales supervisor, hay là ở trong bán hàng á, các bạn hay nghe nói là đó giờ làm bán hàng á, nó lên sức rồi, tức là lên supervisor này, tức là lên cái cấp mà chúng ta đang quản lý cái khu vực, một cái khu vực nhà phân phối và một đội ngũ nhân viên bán hàng nào đó. Và ở nhiều cái khu vực, nhiều cái supervisor, nhiều cái khu vực như vậy á, nhiều cái tỉnh quận và cái nơi nhỏ nhỏ như vậy á, thì nó là được quản lý bởi một cái người quản lý ở khu vực, người ta gọi là Area Sales Manager, tức là ASM, người ta hay gọi là ASM, thì quản lý ở một cái khu vực nào đó, ví dụ như là khu vực Tây Nguyên, khu vực tỉnh Lâm Đồng đúng không ạ, tỉnh Lâm Đồng chia ra nhiều nơi ha? Chia ra nhiều cái sale sức. Vùng miền thì gọi là thì quản lý một cái ngành hàng nào đó, và một cái ASM khác thì quản lý một cái ngành hàng B, quản lý ngành hàng A, quản lý ngành hàng B ở trong khu vực vân vân, thì nó nhiều cấp độ và nhiều cái cấp bậc hơn thì tùy theo chính sách của mỗi công ty. Tuy nhiên cái mô hình cơ bản mà chúng ta có thể thấy được là nó sẽ như thế này. Giám đốc bán hàng này cấp hơn thì là vùng miền gọi là ASM, vùng miền chia thành những cái khu vực nhỏ hơn gọi là ASM, rồi sales sub tức là sub supervisor đó thì ở những cái khu vực nhỏ, tức là cái khu vực nhỏ nhất chia ra đó. Rồi đó là cái cơ cấu tổ chức quản lý bán hàng mà cô muốn trình bày cho các bạn ha. Thì đối với cái phần lý thuyết đó, thì còn lại thì các bạn có thể đọc thêm ở trong giáo trình. Ở đây thì cô muốn nói cho các bạn một cái khái niệm này nó ở ngoài, tuy nhiên là khi mà các bạn tham gia vào nghề đó thì các bạn hay nghe những cái từ này thì các bạn cũng phải phân biệt được nó là cái gì. Thì ở trong bán hàng á, thì hiện nay các bạn biết là cái hành vi người tiêu dùng và cái xu hướng tổ chức tiêu thụ hàng hóa nó chuyển đổi từ việc là nhỏ lẻ sang việc là khách hàng rất là thích đi mua sắm ở những cái siêu thị lớn, những cái siêu thị gọi là cái nơi tự phục vụ, họ tự phục vụ, tức là họ vào họ tự xem và họ tự chọn hàng hóa và họ tự bỏ giỏ ra tính tiền, đúng không? Gọi là tự phục vụ. Thì những cái nơi mà chúng ta gọi là siêu thị đó, thì nó được gọi là thị trường hiện đại, bởi vì trước đây thì nó không có, nhưng mà bây giờ thì nó chiếm một cái tỷ trọng ngày càng tăng ở trong việc là chúng ta phân phối sản phẩm ra thị trường. Cho nên là ở trong bán hàng người ta chia ra thị trường truyền thống và thị trường hiện đại. Vậy thì các bạn thấy là cái môi thị trường hiện đại là nơi mà lượng hàng bán ra được người tiêu dùng cuối cùng tự phục vụ theo nhu cầu của mình với giá lẻ, tức là đây là những điểm bán lẻ đúng không ạ, và có những cái quầy tính tiền, phải ba quầy tính tiền trở lên mà chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là thị trường các cái siêu thị. Tại sao mới chia ra như vậy? Bởi vì cái đặc thù kinh doanh
về xuất nhập hàng hóa, về thanh toán, về lượng hàng, về cái khả năng chúng ta tổ chức các cái hoạt động marketing tại cái thị trường hiện đại này nó rất là lớn. Ví dụ như các bạn chạy những cái chương trình sale, chạy những cái chương trình khuyến mãi, hoặc là chạy những cái hoạt động mà promotion gọi là đẩy sale á, thì thường người ta đẩy ở trong cái thị trường hiện đại này. Ví dụ như là các bạn tổ chức trưng bày một cái sản phẩm, cái mô hình sản phẩm gì đó để tăng cái độ hiểu biết của khách hàng, hoặc là chạy sale, hoặc là cho dùng thử một cái sản phẩm mới vân vân, thì các bạn sẽ thấy là nó hay tổ chức ở siêu thị. Rồi những cái chương trình hoạt náo và những cái hội chợ bán hàng nhỏ để mà tăng cường sự nhận biết, hoặc là ra mắt một cái sản phẩm gì đó, thì người ta cũng hay tổ chức ở thị trường hiện đại. Bởi vì các bạn thấy đây là nơi tập trung rất nhiều khách hàng, đúng không? Tập trung rất nhiều khách hàng, và cái phong thái và cái hành vi đi mua sắm của họ không phải là đi mua ở thị trường truyền thống. Tức là các bạn đi chợ có nghĩa là các bạn đi ra chợ, các bạn tới hàng rau mua bó rau, tới kia mua con cá, xong mua bị nước mắm đem về nhà, chứ không có ai mà đi gọi là đi dạo chợ ấy. Tức là đi đi qua đi lại nhìn bó rau, hay là lựa, hay là đi qua đi đi lại coi này coi kia, không. Nhưng mà các bạn đi siêu thị ấy, là các bạn vừa đi đi mua sắm và vừa đi xả stress và vừa đi chơi, thậm chí là cuối tuần cả nhà kéo nhau đi siêu thị, không có mua cái gì hết trơn, đi cho vui thôi, đúng không? Tức là mình có nhiều thời gian để mình ở trong một cái không gian nào đó. Và bởi vì cái hành vi và cái tâm lý của khách hàng khi đi mua sắm tại thị trường hiện đại nó là như vậy, nó thoải mái và nó có nhiều thời gian hơn để trải nghiệm, cho nên khi mà chúng ta triển khai các cái hoạt động đó thì họ có nhiều thời gian để họ chú ý và họ tham gia vào hơn. Rồi cái lượng hàng hóa về xuất nhập vân vân nó cũng rất là nhiều, mà nó đặc thù, nó khác với cái thị trường truyền thống. Cho nên là khi mà chúng ta tổ chức bán hàng, có những các công ty khi mà phân biệt ra hai thị trường như thế này, người ta sẽ có một kiếp bán hàng cho thị trường truyền thống và một kiếp bán hàng cho thị trường hiện đại. Bởi vì cái thủ tục và các cái giai đoạn mua hàng diễn ra ở hai thị trường này nó sẽ khác nhau. Cái lượng hàng hóa nhập này, cái thời điểm nhập này, cái quy cách này, vân vân, nó cũng sẽ khác. Vậy thì thị trường truyền thống là bất kỳ những cái điểm bán nào không thuộc trong cái định nghĩa vừa mới nêu. Ví dụ như là cửa hàng nè, chợ nè, buôn gánh bán bưng, rồi là xe đẩy, rồi là rất là nhiều thứ khác. Miễn là nó không phải siêu thị là nó thị trường truyền thống. Và các doanh nghiệp người ta vẫn phải duy trì cái thị trường này mặc dù siêu thị rất phát triển. Nhưng mà các bạn biết là siêu thị không phải ở đâu cũng có, đúng không ạ? Nó ở chỉ ở những cái nơi đông dân cư và tập trung nhiều khách hàng thôi, còn những cái thị trường nhỏ lẻ thì tất nhiên không có rồi. Nhưng mà cái thị trường nhỏ lẻ đó mới là những cái thị trường mà chúng ta cố gắng kiểm soát lấy. Cho nên là chúng ta vẫn phải sử dụng cái thị trường truyền thống, và thậm chí có nhiều người họ rất là thích mua ở thị trường truyền thống nữa. Ví dụ như là gần nơi ở tiện nè, đặc biệt là những cái hàng mà hàng thuận tiện, đúng không? Hết là phải mua liền. Hoặc là những cái sản phẩm hàng mà đột xuất, ví dụ như trời mưa thì có cái áo mưa, hoặc là khát nước, hoặc là nóng quá muốn ăn cây kem, đúng không ạ? Giờ đợi đi tới cái siêu thị, đi vô ở trong đó lấy được cây kem, lấy được chai nước, đợi tính tiền 3 tiếng đồng hồ chưa tính được tiền, bởi vì lúc đó 11 giờ trưa quá đông, cũng không có thể nào mà hiệu quả và thuận tiện cho khách hàng được. Rồi các bạn có sẵn mối quan hệ với cửa hàng, các bạn sẽ thấy một cái hành vi như thế này nữa: các bạn mua hàng ở đó, các bạn sẽ quen ở đó. Ví dụ các bạn mua hàng ở một quán tạp hóa nào đó, thì thường là các bạn cứ hay mua ở cửa hàng đó, thậm chí là các bạn hết cái gì đó nhưng mà cửa hàng nó đóng cửa, có những cửa hàng ở gần đó nhưng mà thôi mai rồi lên mua sau. Cái tâm lý của khách hàng như vậy. Rồi có thể nợ được nè, có thể mua được với đơn vị nhỏ nhất nè. Ví dụ các bạn không cần nhiều như vậy, ở trong siêu thị nó bán một lốc sữa chứ không bán một hộp sữa, nhưng bây giờ các bạn chỉ cần một hộp sữa thôi, đúng chưa? Rồi trong tình trạng khẩn cấp này vân vân, đúng không? Chúng ta phân biệt là người tiêu dùng, đúng không? Các bạn phải phân biệt được cái người mua và người tiêu dùng. Thì cái người mua là ở đây gọi là consumer, đó là người mua một mặt hàng nào đó cho nhu cầu tiêu dùng của chính mình, hoặc cho nhu cầu tiêu dùng của người khác. Tức là các bạn là người tiêu dùng cá nhân, các bạn mua với một cái hình thức là mình mua về để mình sử dụng. Rồi cái người mua hàng với mục đích bán lại thì không được bao gồm trong định nghĩa này. Tức là cái customer của chúng ta đó, cái customer thì bao gồm có người mua và cái người mua với mục đích bán lại.
À, cho nên là khi mà chúng ta tổ chức bán hàng, chúng ta phải phân biệt được hai cái đối tượng này, và chúng ta bán cho ai. Chúng ta bán trực tiếp cho cái consumer hay là chúng ta bán cho cái customer, những cái người, cái customer thì nó bao hàm cái consumer và cái người mua hàng với mục đích bán lại. Đó là những cái điểm bán sỉ, những cái điểm bán lẻ. Vậy thì có những công ty người ta không bán cho cái người mua là consumer, người ta không bán cho người mua cuối mà người ta chỉ bán cho cái điểm outlet thôi. Thì chúng ta phải lưu ý ha, phân biệt hai cái này. À, rồi một số những cái khái niệm khác mà khi mà các bạn ra các bạn bán hàng các bạn phải biết đó. Điểm bán hàng à, hay còn gọi là cái outlet, thì tức là nơi mà mình bỏ hàng hóa mình tới đó để mà bán. À, còn kênh bán hàng thì là gọi là tổ chức kênh, thì là tập hợp những cái gì các bạn, những cái điểm bán hàng này lại với nhau cộng thêm cái gì các bạn, à, cộng thêm cái gì ạ, à? Cộng thêm cái logistics nữa là đường dẫn. Đường dẫn thì mình hiểu đó là cái đối tác phân phối của mình, ví dụ như nhà phân phối, nhà bán sỉ, nhà bán lẻ, cái outlet, những cái metro vân vân. À, thì đó là một số những cái khái niệm mà cô muốn cung cấp thêm cho các bạn, để mà sau này lỡ như các bạn có đi ra ngoài các bạn làm sale chẳng hạn, thì những cái khái niệm này, cái ủa trời hồi đó học quản trị bán hàng, học bán hàng rồi mà kêu là đường dẫn là gì không biết đúng không ạ, thì cô cung cấp thêm cho các bạn như vậy. Rồi thế thì hôm nay cái phần lý thuyết của chương 1 chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Và như cô thông báo hồi nãy thì chúng ta sẽ làm một cái bài kiểm tra dưới hình thức là cá nhân, một cái bài test cuối chương thôi, để cho nó đạt được cái yêu cầu của phòng đề ra. Đó là mỗi cuối chương thì chúng ta phải có một cái bài test, thì ở đây cô có một cái bài kiểm ở cái mục kiểm tra đánh giá, có phần cái bài tập chương 1. Thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng cái thời gian còn lại ha để các bạn làm bài. À, các bạn có thể tham khảo các tài liệu ở tham khảo, hoặc là các bạn có thể tham khảo trên mạng.